Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Jolly Chicker. Jolly Chicker Sleeper. Let's go. Nâng cấp hoặc các bạn có thể để lật giành, sau đó thì nâng cấp làm những cái khác hơn. Mình được 3.000 gần 3.500 tiền rồi. Boss rồi, ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Level 1. Thank you.
rất là đông. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Solo Chicker. Tattoo Delay. Ở đây có con tim cho nên các bạn không thể bắn vào kia được, nếu không thì các bạn sẽ phải trở lại bởi vì các bạn đã giết con tim. Ok, tiếp tục vào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo, Sleeper Hollow. Mình sẽ cày thêm tiền. Ở đây các bạn sẽ cày tiền và để nâng cấp khẩu súng cho mình. Oh my god. Phát hiện rồi.
anh chàng cầm chiếc túi. Bây giờ mình sẽ phải đợi anh chàng đó. Có thể không ạ? Vẫn chưa thấy chiếc túi đâu. Oh my gosh. Đây chắc chắn sẽ là một trong những người này. Anh chàng này cầm túi nhỉ. The man is sure. Có thể ở đây rồi. Mình sẽ nâng cấp thêm. Vẫn chưa đủ tiền. Sau đó thì các bạn có thể làm nhiệm vụ khác và nâng cấp thêm. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ 5, Sleeper Body Assassin Sotuski. Mình sẽ phải cầy tiền, sau đó thì sẽ đánh nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây là cái cầy tiền nhanh nhất. Ok, tiếp tục vào. Wow, bắt buộc phải đợi cái này rồi. Rồi, các bạn có thể cày bằng cái này. Wow. Thank you.
Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Tony Run. Súng rất là đẹp. Oh my god. Tưởng của đấy là sảy trước. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Một anh chàng mặc áo màu xanh. Đây bức ảnh của anh ta đây, mình vẫn chưa thấy anh ta đâu, đây rồi. Một anh chàng mặc bộ vest quanh khu này, các bạn phải tìm anh chàng đó. Đây rồi, ngực rất lở luôn. Oh my god, không phải. Ok, lại còn lại thôi. Có một các bạn phải đợi. Lúc nào anh chàng đó ra thì các bạn sẽ xử lý. Yeah.
Oh my god, anh kia đã quay đi rồi. Thứ xếp 3 anh chàng này tất cả 0-3. Let's go. Rất khó nhìn luôn. Wow. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Boom. Oh, bị giật nát các bạn ạ. Mình sẽ vào lại xem thế nào. Mr. Spy. Boxbook. Ok. Đó, đến đây là giật này. Không hiểu sao luôn. Không biết có lỗi gì không. Mình sẽ thử vào lại lần nữa xem như thế nào. Có thể là tựa game này mới update cho nên bị lỗi. Soft. Rồi. Bị lỗi rồi các bạn ạ. Tựa game này không chơi nhá. Không hiểu sao mình vừa update xong mà tựa game này lại không chơi luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hitman Sniper. Let's go. Play. I sure hope you're a good shot, because I'll need some time to bring that baby back to life. Mình phải tiêu diệt những anh chàng zombie này để bảo vệ con người kia. Sửa chiếc xong chiếc xe. Bảo vệ anh chàng đó. Các bạn phải tiêu diệt hết zombie. Play. Quét ha. Get ready. They're coming. What for? We're fine. I don't know what you're doing up there, but it's working. Oh my gosh. He'll be back any second.
Ok. Chiếc xe đã sửa xong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Super. Ok nào. Let's go. Deep mass. First blood. One shot. Double kill. One shot. Triple kill. Mình sẽ ăn máu, ok. One shot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. Okay, we done. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sleeper Fury. Let's go. Nice.
nice and easy. Position secure. I've got cover. Oh my gosh. Các bạn bảo vệ anh chàng này. Đây rồi. Ok. Tiếp tục nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái clip tiếp theo. Let's try Sleeper. Ok, start game. Xa xa đây có một anh chàng. Oh my gosh, rất là đau. Ok. Let's go. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.